Đây là Coi68 và bạn đang nghe DeFi Discussion. Ok, xin chào các bạn và chào mừng quay trở lại với DeFi Discussion và mình Hồng Phong đến từ Coi68. Mình biết, lúc mà cái tập này lên sóng thì chắc là cái niềm hứng khởi của mọi người vẫn đang rất đong đầy trong một cái giai đoạn chúng ta gọi là mini uptrend hay là sao đấy. Nhưng mà các bạn biết DeFi Discussion rồi, bọn mình ở đây sẽ không phải nói về cái câu chuyện đấy, bọn mình sẽ không nói về giá. Nhưng mà trước khi giới thiệu vào cái chủ đề ngày hôm nay thì chắc là mình sẽ để Nguyên nói lời chào với mọi người ha. Rồi, ok, hello, xin chào anh em. Hy vọng là khi mà thị trường nó đang có những cái động thái ấm lên trở lại như thế này thì nhiều anh em vẫn đang còn trụ lại ở trong thị trường và vẫn đang còn đồng hành cùng bọn mình, và hy vọng là trong cái buổi trò chuyện hôm nay thì DeFi Discussion vẫn sẽ mang lại cho anh em những điều quen thuộc thôi, những cái góc nhìn cũng như là những cái chủ đề thú vị xoay quanh thị trường crypto và đặc biệt là cái mảng DeFi ha. Yeah, và cái câu chuyện mà bọn mình nói ở đây nó với nhiều người thì nó sẽ là ở một cái nhịp độ khác, một cái biên độ khác. Ví dụ như là gần đây, nếu mà mọi người sẽ thấy là trend ở AI này, xong rồi là những cái đồng coin nó được thổi lên thổi xuống này, nhưng mà ở trong những cái conversation này, cuộc trao đổi giữa team Coi68 với nhau thì bọn mình lại nói về một câu chuyện khác nhiều hơn. Đó là câu chuyện về Uniswap và cái bàn cờ mới của các quỹ đầu tư họ đấu với nhau. Thì các bạn đều biết rồi, sau cái đợt thanh lọc cuối năm 2022 á, thì chỉ còn một số ít cái tên còn trụ lại thôi. Và đến bây giờ khi mà thị trường bắt đầu có dấu hiệu nóng trở lại rồi á, thì họ bắt đầu có những cái động thái tỏ thái độ với nhau rõ ràng. Như câu chuyện của Uniswap mới đây thì chúng ta đã có một cái drama về A16Z, rồi Binance đứng đầu là CZ cũng như là Zoom Trading. Thì mình chắc là mình sẽ để Nguyên giải thích sơ qua về cái câu chuyện đánh chửi nhau sôi động mấy ngày vừa qua. Chắc là nhiều anh em thắc mắc là tự nhiên lòi đâu ra cái câu chuyện này, thì nó cũng gọi là, nếu mà nó liên quan trực tiếp đến giá của thị trường thì nó cũng không chính xác, nhưng mà tức là nhiều anh em sẽ thắc mắc là tại sao cái chủ đề này nó lại hot trong thời gian gần đây, mặc dù nó không liên quan trực tiếp gì đến bất cứ cái price action nào. Thì chắc là mình sẽ bắt đầu từ Uniswap V3 đi. Thì Uniswap V3 họ có một cái đề xuất là sẽ sẽ mở rộng cái sản phẩm của mình sang BNB Chain. Và anh em biết là BNB Chain là một trong những cái blockchain nó lớn nhất thị trường, nó có khá là nhiều thanh khoản ở bên này hoạt động, nó cũng khá là sôi nổi. Thì cái việc mà Uniswap V3 họ có những cái động thái mở rộng sang một cái mảnh đất màu mỡ thì cái đó là cái động lực của dự án. Nhưng mà trong cái quá trình mà họ move sang BNB Chain á, thì họ sẽ phải có một cái partner về mặt cầu nối. Thì trong cái forum của họ có rất là nhiều các cái buổi thảo luận cũng như là có những cái đề xuất, thì nổi lên hai cái cầu nối nó khá là phổ biến, đó là Wormhole và Layer Zero. Thì hai cái cầu nối này thì nó theo một cái format, một cái xu hướng mới mà chắc là nhiều anh em cũng theo dõi thì cũng biết rồi, nó là cái xu hướng messaging, tức là nó không còn thuần là cái cơ chế mà chỉ lock và mint dựa trên contract nữa, mà nó sẽ có những cái validator, có những cái đơn vị xác thực ở giữa và theo dõi những cái tin nhắn truyền qua truyền lại giữa các cái blockchain á. Cho mình chân ngang cái này là để giải quyết cái vấn đề của mấy cái vụ hack cầu nối blockchain thời gian vừa qua đúng không? Đúng rồi, thì nó là một cái xu hướng giải pháp mới, để kiểu nó cũng khá giống với lại modular blockchain ấy, tức là họ sẽ tách biệt ra những cái vai trò khác nhau. Ở chỗ này sẽ làm cái nhiệm vụ là verify bảo mật, còn cái chỗ kia sẽ là lo cái vấn đề về thanh khoản, còn cái chỗ này sẽ lo cái vấn đề về giao diện người dùng các thứ. Thì nó cũng khá là giống với lại cái khái niệm modular blockchain á. Thì cross chain họ cũng có những cái vấn đề liên quan đến tam đề đúng không, thì cái format này nó cũng là một cái thứ mà nó được nhiều người nói đến và các dự án họ cũng khá là chú trọng. Thì ok, back lại cái câu chuyện của Uniswap V3, thì họ cần một cái giải pháp như vậy. Tức là mọi người hình dung là nó sẽ có một cái khâu gọi là temperature check, tức là mọi người sẽ đề xuất các thứ, các dự án, các cái giải pháp, thì mọi người sẽ vote. Thì Wormhole nó chiến thắng. Nhưng mà một cái vấn đề trong cái temperature check này á, là
A16Z họ không được quyền vote, tức là họ cái vấn đề của họ là họ cái token của họ nó đang được custodize, tức là nó đang được lưu ký, thì nó không được thẩm quyền vote ở trong cái khâu này. Nhưng mà cái khâu vote sau cuối á, thì A16Z họ được quyền tham gia, họ lại đủ điều kiện tham gia, thì họ lại sau khi xong xuôi cái khâu temperature check rồi, thì Wormhole được chọn là cái giải pháp thì sẽ đề xuất lên cái đề xuất sau cuối, thì mọi người sẽ bắt đầu vote lên cái đề xuất cuối này. Thì A16Z họ đã có một cái động thái mà khá là gây nhiều tranh cãi, đó là họ vote against, tức là họ phủ quyết cái đề xuất sau cuối này. Mọi người trên Twitter hay dùng cái từ là đi ngược lại với cộng đồng đó, thì bad against consensus à. thì đó, thì cái đó là cái tóm tắt khái quát nhất về cái sự cố gọi là cái drama đi thời gian gần đây. Yeah. Và thực ra cái câu chuyện này nó buồn cười ở chỗ là nếu như các bạn lên xem cái quá trình vote của Uniswap á, thì các bạn có thể thấy những người ủng hộ việc Uniswap V3 chuyển sang BNB Chain á, thì có rất nhiều người. Nhưng mà cái câu chuyện là cái sai mà vote của họ á, thì sẽ loanh quanh là đâu đấy, ví dụ như là cao nhất thì có consensus là 7 triệu vote, tổng là hơn 50 triệu vote nhá. Và cái người nhiều nhất á, thì có chỉ là 5 đến 7 triệu vote thôi. Nhưng mà cái bên mà vote phủ quyết cái quyết định này á, là có 15,2 triệu vote, thì 12 triệu uni là thuộc về A16Z rồi, nên là nó mới thành cái câu chuyện buồn cười cho mọi người. 15 hay sao ấy? 15 triệu 15 A16Z. Nên là mọi người mới bắt đầu cười cái câu chuyện đấy. Thà nhá, thà mà vote thắng thì không sao, đây vote thua. Cuối cùng là tỷ lệ của A16Z chỉ có hơn 22% thôi. Cho nên là nó vẫn được thông qua mà, đúng không? Vẫn được thông qua mà. Cái đề xuất này vẫn được thông qua. Và mình bổ sung một xíu thông tin như thế này, tức là A16Z á, thì như anh em biết là họ cũng có tham gia gọi là backing cho Layer Zero. Thì Layer Zero là một trong những cái option được đề xuất ở trong cái khâu temperature check như mình có đề cập hồi nãy. Nhưng mà vì A16Z họ không được quyền vote ở trong cái khâu đó, thì Layer Zero đã không được chọn, không được thông qua. Thì ở cái giai đoạn đó thì cá nhân mình thấy là có nhiều thông tin nó khá là tiêu cực cho Layer Zero. Cái này là mình không phải là mình bên hay là cái gì mình support mình siêu Layer Zero nha. Nhưng mà cái việc mà, tức là mọi người khi mà tham gia vào cái forum mọi người đọc thì mọi người sẽ thấy là rất là nhiều những cái discussion mà nó attack trực tiếp vào Layer Zero. Điển hình nha, là trước cái ngày mà temperature check vote á, thì nó có một cái bài blog của cái CTO của Nomad. Nomad là một cái cầu nối mà trước đó cũng từng bị tấn công rồi. Thì cái CTO này, ông CTO này thì ông cũng bảo là Layer Zero họ thực hiện một cái backdoor, tức là họ có một cái backdoor, một cái cửa sau để gọi là gian dối người dùng, lừa dối người dùng. Thì cái bài blog này nó lên vào đúng cái thời điểm mà cái vote temperature check nó sắp được triển khai. Thì nó cũng một phần gọi là gây ra rất là nhiều các cái tranh luận ở thời điểm đó. Phía Layer Zero thì ông founder ông cũng đứng lên ông giải thích cái vấn đề đó rồi, tức là cái việc mà backdoor đó nó không hẳn, nó không phải là lỗi, mà là nó là một cái, anh em hình dung là ví dụ như các dự án mà họ muốn gắn vào cái cầu nối của Layer Zero thì họ sẽ có rất là nhiều các cái option, họ có nhiều cái option về mặt an ninh và họ có thể custom được cái đó, họ có thể tùy chỉnh được cái đó. Nhưng mà cái vấn đề mà ông CTO của Nomad, ông Food á, thì nó là cái chế độ mặc định thôi. Tức là cái chế độ mặc định của Layer Zero là mọi người có thể không, nếu mà không thích thì không cần sử dụng cái chế độ mặc định đó, và có thể add thêm những cái custom của riêng mình. Thì bên đội ngũ Layer Zero họ cũng bảo là rất nhiều cái cầu nối hiện tại, các cái giải pháp khác ví dụ như Nomad hay là Wormhole thì nó cũng như vậy thôi, tức là cái concept sản phẩm nó cũng như vậy thôi. Thì đó, thì bổ sung thêm một vài thông tin là tại sao mà cái cuộc chiến này nó tự nhiên nó không những là ở giữa các cái đội ngũ kỹ thuật với nhau, mà nó còn liên quan đến việc các cái quỹ rồi các cái đơn vị mà đầu tư họ tham gia, họ tranh luận rất là gay gắt với nhau ở thời điểm đó. Dạ, và còn một cái yếu tố nữa mà mình có nhắc đến vừa nãy là khi mà đụng đến BNB Chain thì không thể nào thiếu ông chú của thị trường rồi. CZ là một người diss A16Z rất là ác, thậm chí còn tỏ thái độ khá là thù địch với cái việc mà A16Z làm như vậy. Nhưng mà thực ra nha, đối với một người dùng retail user thì mình lại thực ra là mình thấy CZ nói cũng có lý. Tại vì cái việc mà, tức là cộng đồng
bàn tán rất nhiều về cái việc mà Uniswap dùng đến 15 triệu uni của mình, và thậm chí có thể hơn. Mọi người còn claim là thực ra là AME6Z có thể huy động đến 40 triệu uni cơ để vote như vậy. Thì thực ra là nếu mà chúng ta đã có một cái tiền lệ như vậy rồi, là một tay to có thể điều hướng của một dự án nhiều như thế, thì sau này cái việc mà governance nó sẽ không ý nghĩa gì với người dùng phổ thông nữa, đúng không? Thực ra thì nếu mà anh em mà theo dõi AME6Z thì các cái đề xuất và các cái vote thì thường thấy là AME6Z một khi mà họ đã gọi là họ submit cái phiếu bầu của họ thì gần như là cán cân nó bị lật hẳn qua một bên luôn. Tức là nhiều cái dự án DeFi rồi, ví dụ như Compound này nọ, thì AME6Z họ cũng hay có những cái vote như vậy. Và cái việc này với AME6Z thì mình nghĩ nó cũng là một cái hợp lý thôi, tại vì mình bỏ tiền ra mà, đúng không? Mình bỏ tiền ra mình mua token thì mình không lẽ mình mua token đến khi mình không vote thì nó kỳ, đúng không? Đến khi mình không vote thì người ta bảo là token nó không có use case gì hết, mua để đâm xả lên thị trường. Đến khi mình mua xong mình tham gia vào governance thì mọi người lại bảo là cái này là kiểm soát, thì cái này nó cũng hơi vô lý. Nhưng mà có vẻ như là thị trường cũng hơi sensitive một xíu, tức là mọi người hay nói về cái câu chuyện là AME6Z một cái quỹ đầu tư nó cũng rất là lớn, không chỉ riêng với crypto mà rất là nhiều các cái mảng công nghệ khác, những cái startup truyền thống thì AME6Z họ cũng tham gia và họ incubate, họ hỗ trợ, thì cái quy mô của AME6Z thì nó lớn, là không thể phủ nhận. Thì chắc là cộng đồng họ cũng ý thức được cái vấn đề đó, mà họ không muốn là cái case này nó trở thành một cái gì đó nó khiến người dùng cảm thấy bị demotivate, tức là bị kiểu như là bị mất động lực kiểu vậy. Thì đó, thì cái việc mà CZ nói thì cũng hợp lý thôi. Thực ra thì quay trở lại câu chuyện là CZ nói như thế nào về cái vấn đề của AME6Z, thì mình nghĩ là nếu như mà Uniswap V3 họ có đi qua BNB Chain chẳng hạn, thì nó cũng là một cái tin tốt về mặt dài hạn cho BNB Chain. Và CZ thì chắc cũng đứng ngoài gọi là hô hào các thứ để cho cái không khí nó sôi động và mọi người chú ý hơn đến cái proposal này. Thật ra là CZ có tiết một cái là thực ra có mấy người vào bảo là ông nói như vậy rồi sao ông không cầm uni mà vote đi. Xong rồi CZ nói một câu mình khá là thích, đó là no, we let community to decide that. thì nó cũng gây là nhiều tranh cãi, tại vì BNB mình nhớ không lầm là Binance Labs thì cũng đầu tư vào Layer Zero, một cái dự án mà như mình có đề cập ở đầu podcast là đã thua trong cái cuộc đua. Nói xa hơn đi, ví dụ như mà Uniswap V3 mà họ đi qua BNB Chain trước cái giai đoạn tháng 4 á, tức là mọi người nếu mà tìm hiểu về Uniswap V3 thì họ sẽ biết là họ sẽ có một cái listen, tức là một cái giấy kiểu như là giấy chứng nhận là tôi được quyền sở hữu cái công nghệ, cái giải pháp concentrated liquidity, tức là cái sở hữu trí tuệ, đại loại là sở hữu trí tuệ của Uniswap V3. Thì đến tháng 4 thì cái giấy đó nó hết. Đó, thì nếu như mà Uniswap V3 mà qua BNB Chain trước cái thời hạn tháng 4 đó thì họ có thể gọi là họ accumulate thêm thanh khoản, họ thu thêm được người dùng, thì nó cũng phần nào đó nó hơi gọi là tiêu cực cho những cái giải pháp, ví dụ như DEX ở trên này thì có PancakeSwap, này mình cũng biết rồi. Thì họ cũng gọi là nếu như mà đứng ở khía cạnh của CZ nhìn vào thì thấy là cũng nó cũng khá là mâu thuẫn như vậy, tức là tốt cho hệ sinh thái chung nhưng mà có một vài cái dự án ở trong có liên hệ thì có thể coi như là con cưng, đúng không? Yeah. Con cưng thì nó có một xíu tiêu cực như vậy. Thì CZ nếu mà nói là để cộng đồng decide cái đó thì mình nghĩ đây là một cách xử lý nó khá là hợp lý, tại vì nếu như CZ có cái động thái gì mà bất kể liên quan đến một phía nào đó thôi thì chắc chắn là sẽ nhận về rất là nhiều cái thông tin chỉ trích. Nhưng mà thấy là AME6Z làm gì cũng quá trời. Thì đó, thì mình nghĩ là nếu như mà như cái thông tin hồi nãy mà Phong đề cập thì cái này cũng là một cái cách xử lý nó khá là hay. Thì mình hãy nói rộng ra đi, thì từ cái case study của Uniswap này thì liệu rằng trong tương lai thì cái việc mà cầm token để governance á thì nó có được chú trọng hơn không? Mình vẫn nhớ nhá, trong một số DeFi discussion nào đấy mình có nói về câu chuyện là được AirDrop
Optimism, OP á. Và từ thì technically thì cái use case lớn nhất của Optimism là governance. Nhưng mà các bạn cứ tưởng tượng mình chỉ cầm có vài nghìn OP mà đi đua trong mấy cái cục đua mà tay to nữa, cầm cả triệu cả triệu cái giá thì mình cũng không có nhu cầu gì để mình vote cả. Nên là cái chuyện nó vô nghĩa. Và sau một thời gian thì mình cũng quyết định là mình thôi, ừ ok, bye bye, tôi không có tham gia cuộc đua này nữa. Thì không biết là từ góc nhìn của Nguyên thì sắp tới nếu mà có cơ hội để tham gia governance một dự án nào đấy thì Nguyên có muốn đóng góp sức của mình vào không? Thực sự thì như Phong nói, cái vấn đề mà quy mô của các cái tổ chức lớn thì nó khá là dominate. Tức là nếu như mà đứng ở cái cạnh của một retail thì mình nghĩ là cái nhu cầu đó không lớn. Nhưng đó là cái câu chuyện ở thời điểm hiện tại. Ở trong crypto người ta có một cái câu là cái sự phi tập trung nó sẽ không quan trọng cho đến khi mà cái sự phi tập trung nó trở thành một cái vấn đề nhức nhối và người ta phải thừa nhận nó. Thì có thể bây giờ mọi người sẽ thấy là ok, cầm token thì mua xong rồi bán thôi, đúng không? Khi nào giá tăng thì nó bán thôi. Thì cái vấn đề centralized, cái vấn đề phi tập trung nó không quá là nghiêm trọng cho đến khi DeFi nó bắt đầu nó bão hòa, chẳng hạn nó tới một cái ngưỡng gì đó nó tiệm cận với lại cái tài chính truyền thống như cái tập phần trước mình có chia sẻ. Thì cái vấn đề governance, cái vấn đề mà decentralized, cái vấn đề mà quyền kiểm soát của cộng đồng thì nó bắt đầu nó sẽ trở nên quan trọng hơn. Và có thể trong thời gian ở cái thời điểm đó thì cái góc nhìn của những nhà đầu tư cá nhân cũng sẽ có những cái sự thay đổi. Và mình tin là cái sự kiện của A16Z cũng như là Trump cũng như là liên quan đến những cái vote của Uniswap thời gian gần đây thì nó đã là một cái state, một cái giai đoạn phát triển nữa rồi. Tức là trong quá khứ thì chúng ta nói về decentralization nhưng mà nó ở một cái khía cạnh là nó khác lắm, nó không giống như ở thời điểm hiện tại khi mà các cái tổ chức lớn họ coi dự án, họ coi token như là một dạng tài sản và họ muốn control nó. Đó thì nó không còn như cái giai đoạn mà cách đây vài năm, đúng không? Cho ta thấy là họ cầm token hay họ mục đích của họ là gì chỉ qua là exit thôi. Thì bây giờ nó là một cái giai đoạn mà họ coi cái dự án nó là một cái dạng tài sản mà họ muốn control. Ví dụ như case của Uni chẳng hạn, thì Uni anh em biết là họ không có chia phí giao dịch lại cho người nắm token, đúng không? Nó chưa có cái đề xuất đó, nó chưa có cái việc mà phân phối lại phí. Thì thuần nó chỉ là một cái công cụ để người ta governance dự án thôi. Thì các cái tổ chức lớn thì họ đang nhìn crypto và đặc biệt là DeFi với cái góc nhìn như vậy, thì nó đã là một cái thứ gì đó rất là tích cực mà chúng ta đã gọi là có một cái bước progress, một cái bước gọi là tiến triển rồi. Đó thì có thể trong tương lai, ví dụ bác như câu hỏi của Phong, thì có thể trong tương lai thì kể cả người dùng cá nhân cũng vậy, kể cả nhà đầu tư cá nhân retail cũng vậy, thì sẽ có nhiều cái động lực tham gia vào cái governance này nhiều hơn. Thứ cuối cùng mà mình muốn mention là đâu đấy tầm này năm ngoái hả, hay là tầm này năm 2021, lâu quá rồi mình cũng không nhớ nữa. Mọi người có một cái narrative là đi theo quỹ lớn. Mọi người sẽ hồi đấy rộ lên một cái trend là mọi người sẽ check xem là portfolio check portfolio của quỹ lớn, xong rồi họ đang cầm cái gì, họ đang làm cái gì, xong rồi mình sẽ mua theo. Nhưng mà đến hiện tại thì chắc là đó là một cái narrative mà chắc không ai nhắc lại nữa. Tại vì như mọi người thấy đó, như Nguyên nói là các token bây giờ được các quỹ xem như một cái asset rồi. Và kể cả mình có mua theo thì nhiều khả năng là cũng không thể nào thắng được. Và thậm chí nhá, các quỹ người ta còn vote against nhau cơ. Giờ các bạn sẽ chọn phe của A16Z hay là chọn phe của Consensus hay là chọn phe của Zoom? Nó là một cái câu chuyện rất là khó luôn. Và mình cảm thấy là bây giờ mọi người đang, như mình nói đó, là các quỹ lớn mà còn sống sót thì đang chia lại bàn cờ. Và sắp tới thì chắc là sẽ có những cuộc đối đầu mình nghĩ còn nảy lửa hơn. Bản thân chúng ta thấy là cách đây 1-2 năm thì nó là cuộc chiến của các cái blockchain. Họ tranh giành với nhau, họ giành giật cái thanh khoản, giành giật cái dòng tiền, giành giật cái sự chú ý của người dùng. Về cơ bản là nó sẽ là một cái tất yếu của mỗi thị trường thôi. Nó sẽ phải có những cái sự cạnh tranh như vậy. Và trong năm nay thì chúng ta sẽ thấy là nhiều cái sự gọi là cạnh tranh nó sẽ bắt đầu khốc liệt trở lại sau khi mà chúng ta có một cái đợt reset cực mạnh vào cuối năm ngoái, đúng không? Một cái đợt reset nó có thể coi là loại bỏ đi rất là nhiều các cái tay chơi cũ. Thì bây giờ nó sẽ có những cái giải pháp. Chúng ta thấy là riêng trong cái câu chuyện này là có những cái cầu nối, đúng không? Rồi
các cái quỹ thì không nói rồi. Sắp tới thì có thể chúng ta sẽ thấy là nhiều cái DEX, nhiều cái sàn giao dịch đó, thì họ sẽ bắt đầu muốn mở rộng cái tầm ảnh hưởng của họ hơn, thay vì là họ cố định ở trên một cái chain, một cái hệ sinh thái nhất định, thì bây giờ họ cũng sẽ có cái xu hướng là bây giờ tôi trụ qua được cái mùa đông năm ngoái rồi, thì bây giờ tôi sẽ bắt đầu là expand ra, mở rộng ra nhiều cái chain hơn. Cái đó là cái xu hướng và một cái gọi là một cái sự thật hiển nhiên của mỗi một cái thị trường, nó phải có cái sự cạnh tranh như vậy, nó phải có cái sự giành giật như vậy. Yeah, đúng là như mình nói là sắp tới thì đúng là có nhiều thứ để theo dõi thật. Nhưng mà một thứ cuối cùng mà mình muốn remind mọi người thôi là cố gắng đừng để cái mini uptrend này nó cuốn mọi người đi xa quá. Và có control, cố gắng kiểm soát cái risk của bản thân mình lại. Và chắc là trong tuần này thì có một số cái thứ ngắn gọn như vậy mà mình muốn chia sẻ với mọi người thôi. Và không biết là trong tuần sau mình cũng đang thấy có một số thứ thú vị, nhưng mà chắc là sẽ hẹn mọi người trong cái podcast của tuần sau ha. Rồi, ok. Cảm ơn anh em rất nhiều đã tiếp tục đồng hành cùng bọn mình trong DeFi Discussion tuần này. Và hy vọng là chúng ta sẽ còn được gặp lại nhau trong tuần tiếp theo. Và sẽ được cùng chia sẻ với nhau nhiều cái câu chuyện thú vị, những cái góc nhìn. Và giống như mình nói hồi nãy là cùng so sánh một xíu để thấy được chúng ta đã đi được một cái chặng đường nó rất là dài, và chúng ta có những cái bước phát triển nó cũng rất là rõ ràng ha. Thì rất là vui được đồng hành cùng với anh em trong DeFi Discussion. Và không biết nói gì hơn, cảm ơn anh em một lần nữa đã dành thời gian cho bọn mình đến tận những phút cuối cùng của tập tuần này. Yeah, ok, và xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những số tiếp theo.